Anh em nào thấy chậm có thể tăng lên 1.5, 2 chấm, có thể nghe nhanh hơn, hay hơn. Tập 1. Chuyển sinh thành Goblin. Thủ lĩnh chết rồi, chết rồi. Vũ khí của thủ lĩnh là của tao rồi. Bây giờ tao chính là thủ lĩnh. Linh tinh, mày nói linh tinh. Tao mới là thủ lĩnh mới. Đi chết đi. Con mồi. Thủ lĩnh còn đến lại con mồi chưa kịp hưởng. Chúng ta đi cướp con mồi đó lại đi. Nhưng tên đang trông coi con mồi kia sắp quay lại rồi. Là nó, chính nó, là cái tên trông coi con mồi. Tên khốn ghê tởm. Nó che đậy cơ thể giống hệt như con người vậy. Nó biết con mồi đang ở nơi nào. Nhất định là nó muốn một mình độc chiếm con mồi mà. Chúng ta cùng nhau lên, cướp lấy con mồi. Đợi thêm đi, có mấy cái tên vừa rồi đã đi tìm con mồi rồi. Đều là những tên không dở chọc vào. Đợi bọn nó đánh lên, chúng ta lại đi. Tiêu rồi. Cứu mạng với, đừng động vào tôi. Đừng có động vào tôi. Cứu mạng với. Ở định cứu tôi với. Tôi không muốn sinh con cho yêu tinh đâu. Dừng tay. Cứu, cứu tôi với. Cậu xin cậu hãy cứu tôi với. Lũ chúng mày mau buông cô ta ra. Lại là mày, thứ quái vật. Thủ lĩnh đã chết rồi. Con mồi này thuộc về bọn tao. Dám cướp con mồi của tao, vậy thì cắn chết nó. Chết tiệt, lũ yêu tinh đáng chết. Không ngờ tất cả những con yêu tinh cấp thấp nhất mà mình cũng không được. Mình không thể chết ở đây được. Mình phải sống tiếp. Không đi thì chết. Chạy đi, nó có vũ khí. Mày đợi đấy. Này yêu tinh, cậu không sao chứ? Cảm ơn cậu lại cứu tôi lần nữa. Không ngờ xuống tay với tôi lại vẫn luôn bảo vệ tôi. Cậu quả nhiên không giống một con yêu tinh nào cả. Cậu cũng đừng chết đi nha. Không giống yêu tinh sao? Hệ thống đang khởi động, nhưng rõ ràng mình cũng từng là một con người mà. Tôi là Lâm Thiên. Mấy ngày trước tôi vẫn còn là một chàng trai lớn lên dưới lá cờ đỏ, bước đi trong gió xuân. Lão đại, nó còn sống. Nhưng tôi không ngờ rằng một chiếc xe Ben lại không khiến cho tôi gặp được Thượng Đế, mà còn khiến cho tôi mang theo hệ thống xuyên không đến dị thế giới. Mặc dù có hệ thống, nhưng hệ thống này là chậm chạp vẫn chưa khởi động xong. Lão đại chết rồi. Ngoài việc có thể nhìn thấy những trị số dường như không hề có bất cứ tác dụng gì khác. Nhưng mấy ngày nay, tôi cũng không rảnh rỗi. Nghe cô gái đó nói thì tôi cũng có chút hiểu biết về thế giới này.
Thế giới được thần tạo ra này có đa dạng các loại ma vật lớn mạnh. Con người cũng dựa vào thực lực mà có được cái chỗ đứng ở riêng mình ở lục địa này. Mà tôi chuyển sinh thành yêu tinh là ma vật nhỏ bé dơ bẩn nhất ở trong thế giới này. Trị số của mình thật sự đang quá thấp, dù ở trong đám yêu tinh mình cũng dễ bị giết chết. Bản thuộc tính họ tên Lâm Thiên, chủng tộc yêu tinh thần minh ban phúc, cấp bậc 15, chức nghiệp 0, sinh mệnh 20/20, năng lượng 5, phòng ngự 5, kỹ năng chủng tộc, gen nuốt chửng, trang bị dao đá thô, tổng hợp chiến lực 30. Muốn mạnh hơn cũng không phải không có cách. Đó chính là giao phối với những em gái kia. Yêu tinh có năng lực trở nên mạnh mẽ hơn thông qua giao phối và sinh sôi, nhưng bọn chúng không có giống cái. Muốn sinh sôi thì chỉ có thể giao phối với những sinh vật giống cái khác. Vì vậy bọn chúng sẽ không ngừng cướp bóc. Nhưng mà mình đã từng là một con người, làm những chuyện đó quả thực có hơi... Này, cậu đừng có buồn. Sống chung với nhau mấy ngày tôi đã hiểu rồi. Cậu không giống với chúng, cậu thật sự cũng không muốn sống chung với những con yêu tinh đó đúng không? Cậu yên tâm, đợi đến lúc đường cái sĩ đến đây cứu tôi sẽ nói với họ là đã cậu đã cứu tôi. Đồ kỵ sĩ xưa nay thưởng phần thân phần mình, bọn họ nhất định sẽ đồng ý cho cậu về làng sống. Cô ta nói cũng không sai. Dù hệ thống chưa khởi động được, chỉ cần chịu đựng cho tới khi có người tới cứu hộ để đổi lấy sự bảo vệ của con người. Trước tiên sống sót đã, sau đó tôi nghiên cứu các điều kiện để mở hệ thống này. Chết tiệt, cái đám yêu tinh kia lại quay lại rồi. Trốn đi trước đã. Được, được. Có người đến đây, tao muốn giao phối. Trở nên mạnh hơn thì sẽ không bị giết chết. Con người. Này, hình như là có người tới cứu cô đấy. Thật sao? Nhất định là người của thánh đoàn. Tốt quá rồi, đi ra xem. Kim khí, trắm. Đáng ghét, những thứ dơ bẩn này là dám xé rách quần áo của thánh đồn chúng ta. Bản thuộc tính họ tên Lột Đề, chủng tộc con người, cấp bậc level 25, chức nghiệp kiếm sĩ, sinh mệnh 200/200. Năng lượng 30, phòng ngự 50, kỹ năng kiếm khí trảm, kiếm vũ, thanh kỹ, kiếm hồi thiên, trang bị kiếm thẩm phán, áo giáp bạch kim, tổng hợp chiến lực 400. Đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy trị số mạnh như này sau khi xuyên tới đây. Đây thật sự là có người sao? Đoàn trưởng, chúng tôi ở đây. Lôi có thể dễ dàng giải quyết được cái đám yêu tinh kia như vậy. Không đúng. Cẩn thận. Không phải đến cứu người sao? Sao lại ra tay rồi? Chẳng lẽ là vì ở trong động tối quá nên nhận nhầm em gái này là yêu tinh à? Vậy mà lại tránh được cuộc tấn công của yêu tinh. Thật là sỉ nhục. Đoàn trưởng là tôi đây. Tôi là Kelia. Ngắm miếng là Kelia. Tôi biết là cô. Nhưng cô đã bị bọn yêu tinh vấy bẩn rồi. Nói không chừng còn mang thai cái tiện chủng của chúng nữa.
Lỗi người đã tiện như cô còn muốn tôi bỏ qua cho sao? Thật là nực cười, cô vẫn nên đi sám hối với thánh mẫu vì đại và tội trạng của cô đi. Đồn trưởng, đợi đã, dù tôi bị các bác tới đây nhưng tôi không bị yêu tinh vấy bẩn. Là cậu ta, là cái con yêu tinh này đã bảo vợ tôi. Bịa chuyện thì cũng phải bịa tử tế một chút chứ. Cô xem tôi là cái thằng ngu à? Lên đường cùng với cái lũ sinh vật hạ đẳng đó đi. Không ngờ. Chạy đi, bên kia có lối ra, rời khỏi đây đi. Đáng chết. Không ngờ tới lại là cái lỗi kết quả này. Khôn đã, lớn. Con yêu tinh này hình như có gì đó kỳ lạ. Thánh nữ đại nhân, xin hãy cứu tôi, thánh nữ đại nhân. Cứu tôi với, thánh nữ đại nhân. Yêu tinh. Người có thể nghe hiểu những gì ta nói không? Cô ta chính là thánh nữ Evila, người phát ngôn của thánh điện mà họ đã nói. Đây chính là niềm hy vọng duy nhất để có thể rời khỏi đây. Tôi có thể. Cô chính là thánh nữ mà bọn họ đã nhắc đến đúng không? Thật ra tôi vốn không phải sinh vật của thế giới này. Tôi đã từng là con người. Vì sự cố bất ngờ nên mới biến thành như vậy. Tôi có thể giải thích rõ tất cả với các người khi quay về. Hình như quả thật thông minh hơn những con yêu tinh khác. Đúng là hiếm thấy. Yêu tinh đều là sinh vật hạ đẳng ngu ngốc, là những kẻ không thể nói và suy nghĩ trôi chảy. Có thể cậu ta chính là món quà mà thánh mẫu ban cho chúng ta. Kilia, con yêu tinh này thực sự không làm có bị thương sao? Vâng, không chỉ không làm tôi bị thương mà còn lôi bỏ vợ tôi khỏi với những con yêu tinh khác còn cho tôi ăn. Được, nếu đã đặc biệt như vậy thì đêm và trước chúng ta nghiên cứu thật kỹ rồi định đoạt. Ngươi đồng ý không? Tôi đồng ý, tôi đi cùng các người. Cuối cùng cũng có người có thể lắng nghe. Ở lại đây đồng nghĩa với việc sẽ chết. Vậy thì chi bằng theo vợ tự chứng minh mình trong sạch. Được, vậy chúng ta đi thôi. Rốt. Biết rồi. Cảm ơn ân tình của cô, tôi nhất định sẽ báo đáp. Thật tốt. Tôi. Đương nhiên. Đợi sau khi quay về. Ngươi có thể báo đáp ta thật tốt. Một tuần sau. Hỡi các dân làng, hỡi những công dân của thần. Cuộc tấn công lén lút của yêu tinh lần này đã mang lại thiệt hại lớn cho thị trấn Quang Minh. Lũ yêu tinh đã lén dùng những thủ đoạn đó tiện tàn sát 30 cư dân của thị trấn Quang Minh. Lũ yêu tinh đáng chết. Nợ máu đền máu, ăn miếng trả miếng. Có người và yêu tinh không đổi trời chung. Nhưng mà thánh đồn đã đại diện cho thánh điện quét sạch cái lũ yêu tinh đó, báo thù cho những dân làng chịu tổn hại. Tiếp tục thành kính cầu nguyện với thánh điện đi. Thánh điện sẽ mãi mãi phù hộ cho những công dân ngôn đạo của ngài.
Đồn kỵ sĩ vạn tuế. Thánh điện vạn tuế. Buổi giảng đạo hôm nay rất thành công, bọn họ vẫn cứ ngu ngốc như ngày nào. Như vậy thì bọn họ sẽ càng thành kính và dâng hiến cho thánh điện hơn. Ê Vila, con khốn, vậy mà vẫn còn sinh sống, lực sinh mệnh ngon cường thật đấy. Chẳng trách thánh điện không thể diệt trừ toàn bộ yêu tinh trên lục địa được. Chỉ bằng lần này nên thử tác dụng của chất độc với yêu tinh xem sao nhỉ. Cô lừa tôi, cô lừa tất cả mọi người, còn giết cả Kelia. Đây là cái mà các người gọi là quân đoàn à? Đây là cái mà các người gọi là chính nghĩa à? Thật là kỳ quái. Lỗi mà vật nhỏ bé rác rưởi chỉ biết nghĩ đến tình dục như người lại dám chất vấn chính nghĩa của con người chúng ta. Kelia bị ngươi mơ hợp là còn dám nói đỡ cho ngươi. Đây là phản bội của loại con người. Phản bội lại quân đồ cái chết của cô ta. Là sự trung thành cuối cùng của cô ta. Sự tồn tại của yêu tinh vốn giống như con rập ở trên lục địa này vậy. Thánh nữ ta hỏi mình nghe ngươi nói là đang ban ơn cho người đấy. Hãy biến mang ơn đổi nghĩa sử dụng cơ thể bé nhỏ buồn nôn của người mà đóng góp vào cái thí nghiệp cho con người đi. Sắp chết rồi sao? Thật không cam tâm. Đều tại mình, quá ngu ngốc. Từ một con người trùng sinh trở thành một con yêu tinh hạ đẳng buồn cười thay lại vẫn còn ấp ủ lòng thương hại của con người, cho rằng bọn họ đều là vì chính nghĩa và sự lương thiện. Yếu đuối và ngây thơ là sai lầm chí mẫn nhất của tôi. Sau khi được đưa về làng của con người, tôi đã bị Lot và Evila tra tấn hành hạ bằng nhiều cách khác nhau. Dù cho tôi có giải thích rất nhiều lần, họ cũng không bao giờ tin những lời tôi nói. Chưa sống được có mấy ngày mà cô đã bị cô ta xem như đồ vật mà không mà chơi cho tới chết. Nếu có thể trùng sinh, tôi tuyệt đối sẽ không tin vào con người. Nếu có thể trùng sinh, tôi nhất định á. Nhai nát xương cốt của bọn họ, ép cạn máu của bọn họ đi. Nếu có thể sống một lần nữa. Hả? Mình vẫn chưa chết sao? Đây là nơi nào? Hệ thống mô phỏng cuộc đời của yêu tinh đã khởi động, đang tiến hành đánh giá. Đã đánh giá xong, bạn đã chết rồi. Vì bạn ngu ngốc, bạn quên mất rằng bản thân mình chỉ là một con yêu tinh. Con người không thể tin tưởng yêu tinh, nơi sẽ không thương hại yêu tinh. Bạn đã chết dưới các hình thức tra tấn và ngược đãi. Nỗi đau bị dày vào một tường đã khắc sâu vào trong linh hồn của bạn. Bạn sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên cái nỗi đau mà con người đã đem lại cho bạn. Kết cục của bạn là một trong những cái chết thê thảm nhất của tất cả người xuyên Việt. Sau khởi động lại và bắt đầu cuộc sống mới, xin hỏi có đồng ý bắt đầu trùng sinh không? Đây là hệ thống. Đây là hệ thống tùy thân của tôi sao? Thì ra là sau khi chết mới có thể kích hoạt được. Hệ thống này có thể làm cho mình sống lại. Nhưng hình như lại sống lại như vậy vẫn là một con yêu tinh hạ đẳng. Hệ thống có và không phân biệt đại diện cho cái gì? Báo cáo ký chủ, nếu bạn chọn là không, linh hồn của bạn sẽ tiêu tan, đồng thời bạn sẽ chết hoàn toàn nếu bạn chọn có.
Bộ nhớ và hệ thống hiện tại sẽ được giữ lại và bãi sẽ được đưa trở lại hàng yêu tên một tuần trước. Đem theo ký ức, quay về một tuần trước. Tôi hiểu rồi. Thì ra đây là cơ thể để trả thù. Mình nhất định sẽ đem tất cả của Lord và Evila. Có, trả lại toàn bộ. Xin bạn đã lựa chọn mở lại. Đã nhảy vọt tới hơn yêu tinh. Kiếp thứ hai của yêu tinh khởi động. Để giúp bạn sống sót lâu hơn, hệ thống đã được cường hóa một chút. Chúc cho bạn. Thật sự là một chút. Một chút. Nhưng có còn hơn không? Nhắc nhở, mặc dù ký chủ đã trọng sinh, nhưng nguy cơ vẫn chưa được hóa giải. Thánh đồn có người sắp đến nơi. Xin hãy chú ý, nếu ký chủ chết lần nữa, hệ thống sẽ không thể hồi sinh ký chủ lần nữa. Quả nhiên, thánh đồn sắp tới rồi, không tôi thiếu cái cảnh giác được. Hệ thống, mày có thể làm gì? Hệ thống này được gọi là hệ thống mô phỏng cuộc sống yêu tinh. Ký chủ có thể sử dụng hệ thống này để mô phỏng cuộc sống của ký chủ. Dù đó điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, xin lưu ý. Mỗi khi là ký chủ lựa chọn không giống, kết cục trong tương lai cũng sẽ khác. Mỗi mô phỏng còn cách nhau 24 giờ. Sau khi mô phỏng kết thúc, ký chủ sẽ nhận được điểm, có thể đổi lấy vật phẩm. Mô phỏng, đó chính là cơ hội có thể dự đoán trước được tương lai. Khởi động mô phỏng cuộc sống ngay lập tức. Kịch bản hiện tại thoát khỏi hang yêu tinh. Hang yêu tinh mà bạn đang ở đã bị thanh kỵ sĩ Lốt và nhóm của anh ta phát hiện đã thoát khỏi thanh kỵ sĩ Lốt. Bạn còn đưa ra những lựa chọn sau. Một, cảnh báo những yêu tinh khác liên hợp là phản ứng với đồn của Lốt, điểm tích lũy cộng 10. Hai, mặc cả những yêu tinh khác mà bỏ chạy, điểm tích lũy cộng 5. Ba, trốn ở trong hang, cầu nguyện rằng Lốt và thánh đồn không phát hiện ra bạn, điểm tích lũy cộng 0. Mặc dù có ba lựa chọn nhưng mình rất là chắc chắn. Cho dù cả hận yêu tinh có sống lấy cùng nhau thì cũng không phải là đối thủ của Lốt. Chỉ có chạy trốn mới có thể sống sót. Một, cảnh báo những yêu tinh khác liên hợp là ứng phó với đồn của Lốt, điểm tích lũy cộng 10 ấn. Hãy mô phỏng trước. Chọn hàng một công điểm số cao nhất nếu có thể đổi được vũ khí. Nếu có thể đổi được vũ khí, nó không chừng sẽ có thể đánh bỏ được cuộc tập kích của bọn họ. Diêu đi. Hả? Bạn dẫn đầu hàng yêu tinh tiến hành liều chết quyết chiến với nhóm thánh kỵ sĩ Lodrin. Vì thực lực cách xa nhau nên bạn vẫn bị cái nhóm người của Lodrin giết chết. Bạn đã đánh giá quá cao thực lực của yêu tinh. Tổng kết trước khi đưa ra phán quyết, hãy xem lại thực lực của bản thân mình. Đạt được điểm tích lũy 10. Không khác gì so với mình đúng. Chỉ dựa vào yêu tinh ở đây sẽ không thể bảo toàn bản sống được ở những điểm tích lũy tới nay tới tay rồi. Mở cửa hàng đổi đồ. Vậy mà loại có nhiều vũ khí có thể đổi được tới thế. Nhưng điểm tích lũy của mình thấp quá, 6.453. Con dao găm này cần vừa tròn 10 điểm tích lũy. Dao găm nhẹ nhàng nhảy bén của linh của tinh linh, tốc độ cộng 10%, năng lượng cộng 15. Một con dao găm nhỏ tinh linh làm ra rất mỏng manh, nhưng mày thay nó đủ sắc bén. 10, năng lượng cộng 15, tốc độ cộng 10%. Dao găm sắc quá. Vũ khí của yêu tinh vẫn luôn khác nhau một trời một vực, chỉ cần có thể tấn công gây hại thì nhất định sẽ có thể giết chết được. Đúng rồi, hệ thống. Tại sao không thấy Kelia? Cô ấy đâu rồi? Vì cái chủ trùng sinh, bộ phận thời gian cụ thể sẽ xảy ra thay đổi trong dòng thời gian này. Kelia chưa bị yêu tinh bắt đi, vẫn đang tiếp tục cuộc sống hạnh phúc ở trong làng.
Thì ra là vậy. Xem ra mình cũng đã hoàn thành ước định với Kelia rồi. Nếu đã như vậy thì mình cũng không có bất cứ đắn đo gì nữa. Mình nhất định phải trốn thoát được rồi tiếp tục sống. Đây là một con đường chật hẹp. Cổng hang động là nhỏ, người canh gác nhất định cũng tương đối yếu. Những con yêu tinh ở đây thật sự buồn nôn chết đi được. Nghe thấy tiếng rồi. Cửa hang động nhỏ yêu tinh chạy rất ngồi. Đều là phớ vật. Một đập của ông đây cũng có thể giết chết nó. Cậu đừng có quên, Lót đại nhân đã dặn rồi. Nếu có cô gái nào chạy lộn qua đây, nhất định phải giết. Không thể để chuyện này truyền vào trong làng được. Biết rồi, biết rồi. Thật lắm mà. Thánh đồ chết tiệt chỉ vì muốn thống trị tất cả mà ngay cả đồng tộc vô tội cũng không tha. Chú đừng có nói là một yêu tinh như mình. Chỉ có thể liều thôi. Cỡ tôi với, tôi là thiếu nữ ở thị trấn Quang Minh bị yêu tinh bắt tới đây. Ồ, quả nhiên đến rồi. Giết một con cá thoát khỏi lưới, Lót đại nhân nhất định sẽ ban thưởng cho mình. Đó đây đi, đừng sợ, chúng tôi là người của đoàn kỵ sĩ. Tôi đến đưa cô về. Đến đi nào con người. Sự trả thù của yêu tinh chính thức bắt đầu. Ây, cậu dành vàng ở đó làm gì? Mau lên chứ. Làm sao đây? Godlin. Mày vậy mà lại biết nói tiếng người à? Tha cho tôi. Cầu xin cậu hãy tha cho tôi. Tôi còn có gia đình, còn có con gái. Bọn họ đều đang đợi tôi về nhà. Cậu thông minh như vậy nhất định có thể hiểu được đúng không? Tôi chỉ là nghe theo lệnh của thánh đường thôi. Tôi bị họ ép tới đây. Tôi sẽ cho cậu một túi vàng. Đúng, thêm cả một cô gái. Tôi sẽ cho cậu một cô thiếu nữ có người tươi ngon mộng nước. Suy nghĩ đi, cái tôi nói đều có lưỡi. Có sơ hở nó phân tâm rồi. Đồ súc sinh ngu ngốc, đi chết đi. Kiếm trảm là tiếng của Lốt. Bọn họ đuổi tới rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhanh thôi. Lốt Eliva, chuyện này là sao? Chẳng lẽ có Golin lột lưới? Golin có thể giết chết được hai người bọn họ, chắc là biến chủng nhỉ? Chắc là loại biến chủng đỡ nó chạy như vậy không phải là điềm báo tốt gì. Tất cả Golin biến chủng cũng không giải quyết được. Phớ vật. Golin biến chủng nhất định sẽ chơi rất vui đây. Nếu có thể bắt được nó. Mà nhất định sẽ chơi nó thật sung sướng. Cuối cùng cũng đến rồi. Nếu các người đã căm ghét Golin như vậy, vậy thì mình sẽ dùng cách của Golin để đối phó với các người.
Đặc tính của Golem có thể thông qua giao phối và nút dưỡng để thăng cấp, vừa thăng cấp trị số của bản thân, vừa nuôi dưỡng đời sâu mạnh hơn, mở rộng thế lực. Kiếp này, mình phải khiến cho từng người đàn ông sống trong cái giấc mộng xa vời duy nhất là chết, làm cho từng người phụ nữ phải quỳ xuống rên rỉ dưới chân mình. Chẳng lẽ cái đám người của Lord vẫn chưa bỏ cuộc đuổi giết mình sao? Ra tay trước, chiếm lợi trước. Ai? Ai thế? Golem hình như còn biết nói chuyện. Đau quá. Tại sao nó có đặc trưng của nữ giới? Trong sự nhận biết của mình, Golem chỉ có giống được. Đây cũng là lý do tại sao chúng có thể sinh sản bằng cách giao phối với các sinh vật khác. Xin đừng làm hại tôi. Tôi chỉ đến múc nước thôi. Chuyện này là sao? Sao con Golem này lại có thể nói ra một câu hoàn chỉnh? Golem nhỏ level 3, chủng tộc Golem, chức nghiệp sứ giả thần minh. Tôi hiểu Golem giống cái thần minh sa ngã, linh hồn tinh khiết, thần minh chúc phúc sinh mệnh 10, năng lực 2, phòng ngự 1, kỹ năng nuốt chửng gen, sinh trưởng hôn giả, trang bị 0, tổng hợp 10. Nếu một Golem giống được kết hợp với một Golem giống cái, giống Golem giống được sẽ trở thành Golem trong hiền thoại. Cái gì? Kết hợp với cô ấy sẽ có thể trở thành thần Golem á? Vậy chính là nói, nếu như tôi bị tộc trưởng sai đến đây mốc nước thật mà, nếu không mốc được nước anh tôi sẽ bị tộc trưởng đánh chết đó. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý đâu. Ngon, đừng có khóc nữa. Nó còn khóc nữa, sợ là sẽ thu hút đám người của Lord tới đây mất. Cậu có thể nói chuyện hả? Được, đương nhiên rồi. Đúng nhỉ, Golem bình thường đều không thể nói trôi chảy. Và cậu ấy cũng rất ít khi nói chuyện với những tộc nhân khác. Cậu thật tốt. Những Golem khác chỉ biết đánh tôi, mắng tôi. Đây là lần đầu tiên có người đối xử với tôi như vậy. Nếu cậu không có nơi nào đó đi, hay là cùng tôi quay vào bộ lạc đi. Thôi sao, ở gần đây có bộ lạc của Golem. Bây giờ vẫn chưa xác thực cái đám người của Golem còn đuổi theo không? Không phải lúc để giao phối. Nhiệm vụ cấp bách trước mặt vẫn là tìm một nơi an toàn đã. Có, tôi đưa cậu đi. Đang lo lắng không biết đi đâu để chiêu mộ cấp dưới. Đưa tôi tới bộ lạc của cô đi. Sao hắn lại mặc quần áo của con người? Chưa nhìn thấy thứ quái gì nào bây giờ à? Là do con quái thai kia đưa về. Số lượng của bộ lạc Golem này rất là khả quan. Bắt đầu từ ở đây đi. Tôi đến để gia nhập với các người. Cho tôi gặp lão đại của mấy người đi. Cái thứ quái gì từ bên ngồi tới kia muốn gặp lão đại? Lão đại là người mà hắn muốn gặp là gặp à? Bắt lại trước đã, rồi đưa tới gặp lão đại đi. Cậu ấy không phải người xấu, đừng có ra tay. Tụ tập hết lại một chỗ này làm gì đây? Lão đại đến rồi. Golem lớn level 25, chủng tộc Golem, chức nghiệp tế tự, tứ hiệu cổ máy sinh sôi, gan già ma muội, thần minh chúc phúc, sinh mệnh 102, năng lượng 29, phòng ngự 17, kỹ năng nuốt chửng gen, triệu hồi không chớp bụi gai, trang bị trưởng đầu lâu, kích xích xương, tổng hợp 200. Ai đang ồn ào? Trong bộ lạc này vậy mà lại có một con Golem có cấp bậc cao như vậy.